Tiếp theo là cái lô 59 cũng 20 cây sâm hương 150 bao ship luôn nha quý vị. Này về làm cụm rừng nha. Lùng có, cao có nè. Muốn cao muốn thấp gì đó mình về mình cắt lại nha quý vị ha. 20 cây cái này nó dài, thú đế hết trơn rồi. 2 năm tuổi một cây hết trơn nè. Vậy coi nó nè. Đó, mình xem nó như cây giống đi, tính ra về tay quý vị là nó có 7.500 một cây thôi. Còn về tay tôi nó còn có 45.000 thôi. 20 cây này tôi còn thu được cái 90.000 tiền phí ship, tiền thùng đồ hết trơn luôn rồi đó. Phí ship tiền thùng là hết 60k tôi còn có 90.000 bạc. Cái này còn có mấy cái lô thôi chứ không có nhiều nha quý vị. Rồi cái chị gì đó tôi nhắn tin thì chị vô được thì lô nào chị chốt hả chị ha. Rồi xuống luôn ha, giá nó hữu nghị quá rồi.